Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc xử lý tín hiệu BBE 882 rất là nổi tiếng. Ok. Chiếc này ngày xưa thì các bạn có biết làm gì không? Dùng để tạo màu và volume cho vocal. Vì sao lại dùng cái này cho vocal? Tại vì nó rất là rẻ. Mà thực tế cái thiết bị này nó sản xuất không phải dành cho vocal nhé. Cái thiết bị này nó sản xuất dành là để làm gì? Đây bây giờ mình sẽ nói chuyện. Cái đây các bạn nghe nhìn cái tên này cũng thấy này. Sonic Maximizer. Đó, nó sẽ đẩy tín hiệu đúng không? Cái thiết bị này nó dùng để xử lý tín hiệu khi mà ở cái đầu ra, đầu cuối cùng ấy, khi âm thanh nó ra đến loa rồi mà nó không đạt được, nó bị rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến, ví dụ như là nhiều nhất đấy là pha, do đó nó sẽ gây ra gì, nó gây ra biến dạng âm thanh, có thể chúng ta sẽ bị nghe thấy giải tần trầm trước còn tần cao phải nghe thấy sau chẳng hạn thế, hoặc nó sẽ bị mất cân đối âm thanh đấy. Đây là do hiện tượng pha nhé. Thì cái thiết bị này nó giúp cân bằng lại, nó sẽ lấy lại cân bằng cho cái tín hiệu đầu cuối của mình. Đó có mục đích của con 882 này là thế. Nhưng Việt Nam mình, nhưng tại vì nó quá rẻ, các bạn biết trên này bao tiền không? Nó chỉ có 170 đô. Nó chỉ có 170 đô thôi. Và đây là mới tinh nha, mình đập hộp luôn cho anh em xem. Dù nó rẻ thế thôi nhưng mà nó lợi hại đấy. Trước đây dùng để cho vocal, tại vì Việt Nam mình khoảng 10 năm trước thì hơn trên 10 năm trước ấy, thì thiết bị đồ cứng thì cực kỳ, tại vì là cái thời điểm đấy phòng thu thì vẫn còn chất lượng rất là thấp, chỉ có rất ít phòng có nhiều tiền để đầu tư thiết bị thôi. Đây, bé xíu. Bên trong chúng ta sẽ có dây nguồn và sách hướng dẫn sử dụng này. Ai chà, không biết con này sản xuất ở đâu nhỉ? Mua thì mua từ Mỹ đấy. Cái đầu tiên mình sẽ kiểm tra nó sản xuất tại đâu đã. Made in China. Đều thật. California, USA. Và lắp ráp tại Trung Quốc. Chắc chắn là rồi, tại vì chỉ có lắp ráp tại Trung Quốc thì có giá rẻ như thế thôi. Vẫn là huyền thoại. Cái mặt này, phay này khá là đẹp. Thì nó cũng đang để sẵn điện 115V rồi. Thì chúng ta có thể đổi cho qua 220 bằng cái cần gạt thôi, rất đơn giản. Đây, phía trước này. Phía trước chúng ta sẽ có cái này là cái thiết bị hai kênh nhá. Tại vì là nó để xử lý tín hiệu đầu cuối mà. Do đó là nó sẽ gồm hai kênh A và B, này, left và right. Chúng ta sẽ có công tắc ở đây này, các cái đèn báo tín hiệu này. Đấy, cái low này. Cái low contour này là chỉnh phần trầm này. Đấy. Còn cái processor này là nó sẽ đẩy phần cao lên. Này, cả hai bên là giống nhau. Có một cái nút ở giữa này là cái nút bypass để chúng ta so sánh tín hiệu. Đó, khi mà xử lý và không xử lý. Cái mặt này nó làm kiểu phay xước này thì rất đẹp này. Nhưng mà cái màu đỏ này bây giờ nó sản xuất nhìn rất là loè loẹt. Mình không thích cái sơn màu đỏ này. Cái màu đỏ này là màu đỏ tươi luôn đấy, nhìn rất là khiếp. Giá mà nó làm kiểu màu đỏ đô hay là đỏ đun thì đẹp hơn. Chứ mình không thích cái màu đỏ tươi như này. Khiếp quá. Phía sau chúng ta sẽ có đây hai kênh này, in out A và B. Đấy, và cổng nguồn nó chỉ thế thôi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thử nhá.
Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành insert nó vào nhá. BBE này. 882. Ok. Mình chỉ insert mono thôi nha. Mình đưa vào đây mình sẽ không chỉnh âm thanh tổng mà mình sẽ chỉnh vocal cho các bạn xem. Tại sao mà trước đây mọi người lại mua về để dùng để chỉnh vocal. Hiện nay không ai dùng tại vì mọi người không biết thôi. Còn trước đây ấy, thậm chí mình còn phải dùng plugin của cái này cơ. Không có tiền mà mua đây BBE đây. Ok xong. Không có tiền mà mua cái cục này có đấy có vài triệu bạc mà không có tiền mà mua. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu vặn nhá. Này. Ở đây bật rồi, bật nó lên này. Khi con sinh ra, cha đã ở nơi xa chiến Trời, các bạn nghe thấy giải trường. cao chưa? Qua về quê nhà Hết là cỡ luôn. những cánh thư cha kể cho con. Những trận đánh theo YouTube cha tech à? năm tháng tuổi Rồi, bạn giải lâu nha. xuân. Ở nơi ấy, đồng đội của cha ngã xuống chiến hào. Một phần máu xương mãi mãi không còn. Ôi trời, quá hay anh em ạ. Rồi, các bạn nghe lại nhé. Khi con sinh ra, cha đã ở nơi xa chiến trường. Tắt đi. Qua về quê nhà là những cánh thư cha kể cho con. Bật lên. Những trận đánh theo cha năm tháng tuổi xuân. Đấy, các bạn có thể nghe thấy cái giải giải lâu và giải hai ấy, nó được bút lên rất là hay đúng không? Tiếng nó có vẻ xốp hơn một chút nhỉ. Vặn lên hết cỡ nhưng mà nó cũng không bị nát đâu. Rất là ok. Đấy, chính vì thế nên vì sao ngày xưa mà cách đây khoảng hơn 10 năm trước ấy ở Việt Nam mình vẫn dùng cái thiết bị này để xử lý vocal. Mặc dù nó là một thiết bị xử lý đầu cuối cho âm thanh mình cải thiện cái tín hiệu ra loa ấy. Đấy, để cho nó đầy đủ hơn, nó chính xác hơn. Đấy, nó tránh hiện tượng bị pha. Tần trầm thì nghe thấy trước, có thể tần hai thì nghe thấy sau, ví dụ thế. Thì cái thiết bị này nó sinh ra để giúp xử lý việc đấy. Đó. Nhưng mà Việt Nam mình thì thậm chí cái thời điểm mà cách đây hơn chục năm thì mình còn phải dùng cái plugin của cái này cơ. Không có cái cục này để mà dùng, có vài triệu thôi nhưng không có tiền mà mua. Mà phải dùng plugin BBE nha. Đó, thiết bị này rất là hay, giá rẻ mà hay thật. Quá là ok luôn. Ok quá phê nhỉ. Cho các bạn nghe lại một lượt nhé. Khi con sinh ra, cha đã ở nơi xa chiến trường. Qua về quê nhà là những cánh thư cha kể cho con. Những trận đánh theo cha năm tháng tuổi xuân. Ở nơi ấy, đồng đội của cha ngã xuống chiến hào. Một phần máu xương mãi mãi không còn trên thân thể cha. Rồi ngày toàn thắng cha trở về, băn khoăn một tiếng gọi cha. Cha ơi, vừa lạ vừa quen, con không cất nổi nên. Cha ơi, người là Ok, đây là một sản phẩm rất là hay. Đó, mình mua về mình có thể xử lý được luôn hai kênh liền. Đấy. Các bạn có thể insert để cho nó vào thành sitè được hoặc là chỉnh hai kênh mono ngon lành. Đấy, dùng cho được hai check hoặc là dùng một check tổng. Đấy, check check bớt đấy. Đấy, cho mình xử lý cho tất cả các vocal luôn trong một cái check đấy luôn. Rất là hay đúng không? Nó cải thiện được rất nhiều thứ. Cái sản phẩm này của Mẽo nhưng mà nó lại được sản xuất ở Trung Quốc nên là nó có giá thành rẻ như thế. Ngày xưa nó cũng đắt đấy, ngày xưa nó cũng khoảng độ khoảng 400-500 đô rồi đấy. Bây giờ nó chỉ có hơn 100 đô vậy thôi, chưa đến 200 đô. Thực ra là hôm trước mình cũng lướt trên trên
mấy kênh mua bán ấy, mình với lại tự dưng mình lại gặp lại. Trước đây hay dùng cái này lắm. Ví dụ như bây giờ các bạn hay dùng mấy cái kiểu như là affect gì đó hay là cái tab gì đó để các bạn boost để cho cái tiếng nó cảm giác nó có cái giải cao, nó được đẩy lên nghe nó tốt hơn đúng không? Ngày xưa thì không có thì dùng gì? Dùng BBE, plugin của BBE. Đó. Rất là hay. Đây là một sản phẩm rất là hay ho, mình giới thiệu đến anh em nhá. Anh em hãy đăng ký kênh nhá. Đăng ký kênh chưa? Bạn nào mà đăng ký kênh mình tặng luôn cái mũ. Đây, mũ ghê hay hẳn hoi này. Xịn chưa? Ok, chào cả nhà.